Thưa quý vị, hôm nay thành phố sẽ ban hành quyết định việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong giai đoạn sau 8 giờ ngày 23 tháng 8. Nhưng tinh thần là triển khai các biện pháp như quyết định số 2788 UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đã nhấn mạnh nội dung trên trong cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố vào chiều qua ngày 20 tháng 8. Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết. Cụ thể, để có cơ sở quyết định các biện pháp phòng chống dịch trong giai đoạn tới, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố phải khẩn trương gửi ngay kết quả xét nghiệm đợt 1 cho các địa phương. Từ đó, các quận huyện phân tích số liệu từng khu dân cư để lập bản đồ theo dõi. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm lập bản đồ số từng khu dân cư, tổ dân phố thông qua kết quả xét nghiệm đợt 1 cũng như các kết quả xét nghiệm trước, và khi có kết quả xét nghiệm đợt 2 thì tích hợp vào. Song song đó, các phường xã nhanh chóng bổ sung chi hội phụ nữ vào ban điều hành khu dân cư để đáp ứng kịp thời lương thực thực phẩm và hàng hóa thiết yếu cho người dân. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cho rằng trong 5 ngày qua, thành phố cơ bản đạt được những mục tiêu quan trọng, bước đầu đánh giá được tình hình dịch bệnh trên toàn địa bàn thành phố, đặc biệt đã kịp thời phát hiện nhiều F0. Tuy nhiên hiện nay, tình hình vẫn còn diễn biến phức tạp, thành phố sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp mạnh. Điều này tác động đến tất cả hoạt động của đời sống xã hội, đặc biệt là người dân, nhất là những người dân có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, thành phố mong muốn người dân tiếp tục ủng hộ chủ trương phòng chống dịch sắp đến. Tại cuộc họp, Thường trực Thành ủy cũng cho biết, lực lượng shipper giao hàng áp dụng công nghệ được hoạt động trở lại từ hôm nay, ngày 21 tháng 8. Tuy nhiên, phải đảm bảo các điều kiện như được xét nghiệm COVID-19, phải mang bảo hộ như nhân viên y tế, được test nhanh và giám sát chặt chẽ hàng ngày.